cây dao hiệu cao cấp nha anh em. Rồi để mình quay mặt lưng cho anh em coi. Rồi đây là mặt lưng của con Vesti Hot and Cruel Have a Good Day. Có một cái đầu của một cái đứa baby để kiểu tóc hip hop anh em. Mặt lưng rất là ngầu luôn, với phần hai phần tay da này nhìn rất là đẹp. Và cái phần này được in tinh xảo. Đây là một con Vesti Circuit rất là đáng để mà sưu tầm nha anh em. In 4D rất là cao cấp luôn. Phần tay da này nãy thì mình quay rồi. Trái tim này theo nè anh em, 100% theo nha. Không phải là in đâu. Ok anh em, mình xin kết thúc phần review đây nha.